Thôi không, bây giờ mình sẽ đi bắt hai con hú mái da bò nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đó mình kèm xem, mình kiểm tra chim như thế nào. Ok, mình bắt giờ. Nếu mà có mình sẽ quay cho anh em xem ha. Mình lại về đó mọi người ơi, được hai con mái với một con bò vip. Tí về nhà mình sẽ ra chim cho mọi người xem ha. Nói chung là hai con mái này nó cũng ok lắm. Mình đã về rồi nha mọi người. Thì giờ mình sẽ ra. Thì theo như dự kiến là đi chỉ bắt hai con mái thôi. Cuối cùng thì lủi lủi qua nhà hàng xóm cho mình thêm một con nữa mọi người. Thêm một con trống vip nữa. Giờ mình sẽ ra cho mọi người xem ha. Chắc mình sẽ ra con trống trước đi ha. Con trống này là có thể sờ gãi nè. Thì nói chung là sẽ có cái clip, mọi người xem cái clip này ha. Đó, mọi người thấy không? Nó chơi như vậy đó. Giờ thì mình sẽ ra nó. Ui mình ra nó coi nha. Đây nè mọi người, quên nãy giờ quay không thấy được gì hết. Đây. Con này thì nó chơi không cần phải kệ chim gì hết, chỉ có để xíu mà nó sẽ hót mọi người xem y chang vậy luôn. Mình nó đang ở trong cái lồng lớn á, mình bắt ra lồng nhỏ như thế này thì xíu nó tỉnh nè. Rồi mình đi xa nữa mọi người. Đó, xong. Giờ sẽ tới hai con mái rất là dễ. Giờ sẽ tới hai con mái.
máy này chân trắng nha mọi người. Quay nó ngược camera lại cho mọi người xem ha. Con máy này cái tống hơi bị ngon đó nha. Con máy này nó xè cao cánh cao hết bản luôn á. Chân nó chân hồng mọi người. Quay ngược lại. Nãy ngược chiều sáng thôi mọi người nhìn có thể là nó thấy nó xấu một xíu. Máy này chân trắng, chân vàng chứ không phải chân trắng. Máy này thuần hơn. Đây, nói chung là con trống này phải chờ tỉnh lâu rồi. Chứ hiện tại bây giờ thì nó chưa cái ngực nó loang. Ok, anh em nào thích con nào thì alo cho mình, con đó có luôn. Giờ mình sẽ treo lên với lại con bạc ôm cống của mình xem nó như thế nào. Khóa nữa. Lên con máy này rồi. Máy này nó cánh nó gian cao lắm, rộng nữa, với lại cái đuôi nó thì nó kích trống thì nó xè hết bản. Anh em nào thích còn nào thì alo cho mình ha. Số điện thoại mình là 0929 887 346 nha.